Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Thì đây mọi người ơi, sáng nay thì mình có đi chợ và mua được cái chỗ tôm này, rất là ngon luôn mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ ướp cái tôm này với sa tế, sau đó là mình sẽ nướng đá mọi người nhé. Đấy, thì hôm nay chỗ mình thời tiết cũng sắp mưa rồi mọi người, thế cho nên là mình sẽ đi ướp, sau đó là sẽ nướng luôn mọi người nhé. Hôm nay thì sẽ mời mẹ ra nữa mọi người. Vâng, tí làm xong mình mời mẹ ra nữa. Đây là anh em mình cũng đun được một lúc lâu rồi mọi người, than đỏ hồng. Mẹ mình còn đang vãi đạn ngoài đồng lúa cho hàng gì đấy không? Đấy. Có ngoài kia, thấy rồi, Thì trước khi mình đi ướp tôm để nướng đá thì mình cũng muốn giới thiệu đến mọi người một kênh YouTube. Thì tên kênh là Hùng Sẹo Vlog. Thì đây cũng là kênh của người em của mình mọi người nhé. Mình cũng mong là mọi người sẽ qua đăng ký kênh ủng hộ em của mình. Thì link kênh em của mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như phần bình luận dưới video ngày hôm nay của mình. Bây giờ thì mình sẽ đi ướp với cái sa tế này để nướng mọi người nhé. Đây Hoàng ơi. Đấy. Chỗ này phải gần cân anh nhỉ? Chỗ này hình như là 7 lạng sao ấy. Đây. Đây là tôm này anh em mình mua ở ngoài chợ. Đúng rồi. Tôm này kiểu như là tôm người ta đánh tôm sông hay sao nhỉ? Kiểu như nhìn nó bé bé nhỉ. Nay đi lên trên chỗ trên kia mọi người. Ở trên kia thì kiểu như ở trên đấy là có nhiều sông ấy, sông suối, nhưng mà lên đấy hôm nay không thấy đây, họ đây là họ bán. Đây, anh em mình chỉ ướp sa tế xong là nướng luôn mọi người nhá. Nướng đá luôn. Dạ. Cứng lắm mọi người. Ngăn đá anh Sơn. Ừ, để ngăn đá luôn. Cái này tí cho tôm vào lổ anh nhỉ? Lổ anh sợ lổ bắn luôn đấy. Nó bắn mà. Bây giờ anh cho tôm luôn vào đây. Ấy. Nó hơi bắn thôi. Tôm này nướng nhanh chín nhỉ? Tôm này nướng nhanh chín hơn là thịt. Lần đầu tiên ăn tôm nướng đá mọi người ạ. Tí rơi. Tí rơi em tưởng rơi rồi cơ. Anh cũng nghĩ là rơi rồi ạ. Thì mọi người như vậy là khoảng tầm gần một tiếng nướng mọi người, nướng đá rất là lâu chín luôn, nhưng bây giờ là mình đã ngửi thấy những cái mùi thơm rồi mọi người nhá. Bây giờ là mình sẽ gắp ra cái đĩa thôi mọi người ạ. Wow. Thơm nước luôn rồi. Than nó cũng rụi rồi này. Con tôm này nó cũng dày, nướng đá lâu chín ghê. Mong là tí nữa mình quay trời nó sẽ không mưa mọi người. Cơn mưa vùng quanh trời luôn. À, anh gạt như này Hoàng nhá. Gạt như này á. Gạt đi. Đấy. Ui, một con rời đấy. Rời. Mọi người ơi, thì anh em mình cũng đã bày ra đây rồi nha. Anh em mình nướng xong rồi. Bây giờ thì mình mời mẹ mình ra cùng. Đây, để lại thì mình làm cái muối ớt này cũng không cay lắm đâu. Chắc là mẹ chấm được đấy. Bây giờ mình sẽ vắt chanh vào mọi người nhé. Lúc nãy thì mình có bảo là làm cho mẹ mình một bát nước chấm, nhưng mà mẹ mình lại bảo là tôm kiểu như mình ướp gia vị vừa rồi mẹ mình không chấm. Ôi, làm gì lắm bát chấm lích kích là mẹ chấm được. Mẹ chúng mày ướp vừa cứ thế mẹ ăn. Vâng. Này cho thêm nữa thì ngon hơn. Cho nhiều chanh vào. Đấy. Bây giờ mình sẽ đổ nước chấm đây mọi người nhé. Lúc nãy mẹ vãi đạm ngoài kia phải không? Còn nhìn rõ luôn. Lúc nãy Hoàng nó bắn cam vào tận đồng chỗ mẹ làm luôn. Bắn mắt. Đây mẹ ơi, mẹ ăn thử đi. Cho mẹ ăn tôm ngon. Đây mình ăn con cháy cháy xem nó thơm mọi người nhé. Mời các bạn nhá, mời cả nhà cùng thưởng thức nhá. Đây, mình mời mọi người nhá. Chấm caramel tí nữa. Vâng. Mẹ có chấm một tí không? Chấm một tí cho nó gọi là hơi tê tê một chút. Ăn xong là vừa thưởng. Ngon, anh đầu cũng ngon mọi người. Vừa rồi không ạ? Vâng. Con ướp gia vị vừa rồi mà mẹ mình thì cứ sợ hai anh em mình vất vả đâm ra là lại bảo mình không phải pha nước chấm. Hôm nào ba mẹ con mình đi quay video cũng có thêm gọi là một hậu trường đằng sau nữa mọi người nhá, ca ca. Tôm nướng lâu. Hôm nay con nướng tôm nướng sa tế, hôm nay con nướng đá. Một tiếng.
Mẹ mẹ thử ăn tôm nướng đá hôm nay thử ăn xem có ngon không? Ngon. Vâng. Các ca. Đấy. Vàng vàng vàng. Các ca. Đây, các ca, cho nó cái đầu Hoàng ơi. Đấy, vàng đâu? Vàng. Hoàng cho nó vàng cái đầu. Cho vàng cái đầu nhá. Đây, ừ. Cho vàng cái đầu. Đấy. Nhưng mà con nướng đá lâu chín lắm mẹ, nếu mà nướng than kia nhanh chín hơn. Vâng. Nướng đá chắc khoảng 1 tiếng ấy, 1 tiếng mới chín đấy. Anh cho mày mà ăn đi. Mà ăn uống nước cho mát anh ạ. Thì mọi người ơi, bây giờ mình vào thưởng thức thôi mọi người nhá. Đây. Đây mẹ. Mẹ lấy con này. Tao ăn con to nhất. Mẹ thích ăn con to nhất. Thì bây giờ mình mời mọi người cùng thưởng thức với ba mẹ con mình mọi người nhá. Đấy, trời đã sớm rồi mọi người. Sớm ùm ùm luôn rồi. Ôi. Lại đang ăn lại mưa lại ướt hết mọi người. Mình mời mọi người nhá. Ngon nhỉ? Ngọt lắm mọi người. Ngọt nhỉ? Ngọt thiểu luôn. Mẹ mình được bóc đấy. Ra, mẹ mình bóc vỏ mọi người. Cho vì mẹ mình bị viêm họng ấy. Anh mình mặn ướp tính. Mặn tính. Anh em mình hơi ướp cay cay và mẹ mình ăn là bị ngứa cổ, nó sặc mọi người. Nói chung là từ cái lúc mà mình quay video thì mình cũng được thưởng thức những cái món gọi là nướng đá như này, mình cảm thấy rất là ngon luôn. Bình thường là mình chỉ nướng than thôi. Thế nhưng bây giờ mình nướng đá thì cảm giác ăn con tôm nó ngọt. Gọi là không mất một cái tí gì gọi nước ra ngoài mọi người ạ. Nướng đá nó không mất nước. Vâng. Ăn ngọt thiệt. Con tôm nướng đá nhưng mà kiểu như là những cái đuôi ấy, hoặc là những cái đuôi mà nó thò ra khỏi viên đá là nó bị cháy cháy xém xém như này mọi người ạ. Mình mời mọi người uống nước nhé. Wow. Sấm đùm đùm trời, kiểu như sắp tối. Kiểu như ở đằng trước kia mẹ, kiểu như đang mưa đuổi đến đây rồi, đang trắng trời luôn rồi. Mọi người ơi, hôm qua là mình về mình cũng nói chuyện với bố mẹ rồi. Thì cái vấn đề mà mình kiểu như nghỉ học đại học để làm ở nhà làm YouTube đi mọi người. Thì thật sự là hôm qua mình làm cái video đấy để là mình muốn thông báo với mọi người như thế thôi. Còn nhiều bạn bảo là mình diễn ấy, thật ra thì cái đấy chả hay ho đâu. Cái việc học hành của mình nói quá lên bạn bè người ta cười cho mọi người. Mình đã chả làm được cái gì rồi, mình còn nói phét lên làm gì nữa. Nên là không phải là mình diễn đâu, mình có như nào thì mình nói thế thôi. Còn cái vấn đề mà mình nghỉ học với mọi người là do quyết định của mình. Mấy bố mẹ cũng thông cảm, tại vì mình về xuống Hà Nội ấy mọi người. Mình kiểu như tính của mình thì cũng hay đua đòi ấy, mình sợ xuống đấy thì mình hỏng. Nên là mình quyết định là mình nghỉ học, mình ở nhà làm. Thì bố mẹ cũng hiểu cho mình thôi. Nên là nay là mình mời mẹ ra là ba mẹ con mình gọi là ăn một cái video bình thường với mọi người. Nên là không phải là mẹ mình tức mình gì nữa. Nên là mẹ mình cũng thông cảm cho mình rồi. Hôm nay là mẹ có quyết định là cho Hoàng đồng ý là cho Hoàng nghỉ ở nhà quay video rồi phải không mẹ? Thôi mẹ cũng suy nghĩ hôm qua và mẹ cũng suy nghĩ rồi, nói chuyện với bố cũng suy nghĩ rồi. Thôi ý của nó là nó không muốn đi học nữa mà nó muốn ở nhà làm YouTube thì thôi mẹ cũng tôn trọng ý kiến của nó. Bây giờ cứ ép nó đi học cũng không được. Bây giờ nó ý nó muốn ở nhà làm mà bố mẹ lại cứ ép nó đi học thì cũng thôi, không ép nó nữa mà cho nó theo ý của nó. Như thế là vui rồi mọi người, nói chung là hôm nay là mình rất là vui rồi. Tại vì là mẹ mình cũng như là bố mình đã gọi là cũng là đồng ý cho em trai mình ở nhà để gọi là phát triển kênh YouTube của mình cùng với mình. Và nói chung là mình ở nhà thì mình vẫn cứ học những cái điều hay lẽ phải. Nói chung là vẫn cứ gọi là ngon lành cành đào mọi người ạ. Đừng để trời tối sầm rồi. Hoàng cuốn rau sấm không Hoàng? Ăn kèm thôi, cuốn là ăn không rõ vị tôm. Thơm phức luôn. Ngon lắm mọi người. Làm ngoài đồng ta. Con biết ngay ấy mà. Con lúc con thấy mẹ vãi đạm xong mẹ đứng lên mẹ nhìn con chằm chằm, con biết ngay là mùi thơm nó bay ra đến đấy rồi. Hai mẹ con đang mô phỏng. Đúng rồi. Không phải, nhưng mà thực ra kiểu như là mình là ở đầu gió, còn mẹ mình là ở kiểu như cuối gió. Thế đâm ra là mùi thơm nó thổi bay đi. Gần đây mùi. Đúng rồi. Nếu mà xa thì không mùi thơm. Xa thì mùi được. Nhưng mà công nhận là nay làm món này ngon thật. Ngon. Mình ăn ngon này mọi người. Nói chung là mấy cái hôm mà mình nướng đá, từ cái lúc mà mình bắt đầu biết mà làm những cái đồ để nướng đá, thực ra là mình không phải khen đâu, nhưng mà ăn cái gì cũng ngon mọi người. Nó không mất nước. Vâng, đúng rồi.
ăn nó giữ nguyên cái vị ngọt của con tôm này nhỉ. Hay là hôm nào anh mình làm món món gì à? Đồ biển nướng đá nhỉ? Đồ biển á? Mực mực nướng sò à? Sò nướng được không? Sò huyết. Ô, anh được sợ chứ? Mình sợ không nướng được mọi người ạ. Nướng được không? Sò huyết ở đây thì có không? Có mẹ. Còn gọi có con gì? Có con gì trông như con tôm, nó gọi là con vái gì? À cái con nó đuôi, có đuôi mà nó kiểu như con ốc sên phải không mẹ? Thì chắc là đấy là con con gì như con tôm nhưng mà không phải là tôm mà nó là con gì. Khối người mua anh ăn nhé. Thì chắc là để hôm nào hai anh em mình sẽ cố gắng lại đi biển lần cho biết để mua những cái đồ về để quay video cho mọi người xem. Tại vì anh em mình ấy, anh em mình ở đây nên là thích đồ biển. Thích mọi người, người đồ biển thì mọi người ở biển thì mọi người lại thích ở đây. Đấy, kiểu thế. Nhưng mà ở chợ vôi buôn về đấy chỉ có tôm và này, tôm mực với lại cua. Cua thỉnh thoảng có hôm mới có. Đúng rồi. Thì mình cũng xin dừng clip đây thôi mọi người nhá. Tại vì là trời cơn mưa đang đuổi đến đây rồi. Chắc là ngồi cố thêm một lúc nữa là mưa ướt hết luôn mọi người. Mà mẹ mình thì cũng kiểu như đang bị khản tiếng ấy. Thì mình không muốn mẹ mình gọi là bị ướt. Thì mình mong là mọi người sẽ ủng hộ mình bằng cách là cho mình xin một like cũng như là một đăng ký kênh. Để hai anh em mình có những cái động lực để phát triển kênh càng ngày càng gọi là lớn mạnh hơn mọi người nhá. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo. Bye bye.